một con hàng đẳng cấp cho anh em sở hữu đây anh em ơi. Anh em nào mà đang dặn bổi hàng VIP, hàng đẳng cấp thì anh em ở em Tuấn Hải Dương luôn nhá. Một con hàng gọi là tiếng tre uy lực luôn anh em ạ. Hiện tại vẫn đang ăn cám gà thôi anh em nhé, chim vừa xong lông. Em kể qua cho anh em chút về cái tiểu sử con chim này. Con chim này thì nó được tầm khoảng 3 tháng AV anh em nhé. Em vừa mới tách ra cái nồng nực dài này. Con chim này là một con chim đầu đàn. Khi em Tuấn bắt vào cuối mùa lông vừa rồi là em đeo khuyên thả vào AV, khuyên mã số Hà Nội anh em nhé. Em làm rất là cẩn thận anh em ạ. Em nuôi lông AV, bộ lông rất là đẹp luôn anh em ạ. 100% em nuôi cám gà 100% anh em nhé. Gần như không có mồi tươi luôn anh em ạ. Vì em chỉ cho cám gà và hoa quả thôi anh em nhé. Con chim chơi cực kỳ ok. Nói chung là đã là những cái chất đầu đàn ấy, thì anh em khỏi phải nghĩ. Tuy là đàn nó không nhiều đàn, nó chỉ rơi tầm khoảng 15-20 con thôi. Con này nó đàn nó rơi vào tầm 15-20 con thôi. Tất cả chim mà khi mà em bổi em ôm lông đợt cuối vụ vừa rồi ấy, thì em đều có khuyên mã số hết và ghi lại từng chú một anh em ạ. Nói chung là cái thời điểm cuối vụ lông ấy, em tất cả con bồi em bắt để ôm lông đều là con bồi hàng rất là khủng anh em ạ. Hàng tuyển chọn đều hàng tố chất hết thì em mới bắt để lại anh em ạ. Cả mình chăm lông á. Anh em phải hiểu con chim này là em mới tách ra cái lồng này được đâu đấy tầm khoảng 4 ngày anh em ạ. Từ trong AV ra anh em nhé. Gốc màu dày, màu đá lân, bộ lực to, chim to giả anh em ạ. Chim cực kỳ già rừng luôn anh em ạ. Nói chung là chim anh em phải hiểu là 3 tháng AV chăm nông quá ok rồi. Về anh em nuôi nực một thời gian nữa, anh em tách ra chơi thì cực kỳ ok. Con chim này đảm bảo cho anh em là một con chim cực kỳ nhanh chơi anh em nhé. Nết càng chơi càng căng. Nó chế gọi là rát rạt, còn chế uy lực luôn anh em ạ. Nói chung là nó đúng cái chất của con đầu đàn ấy. Nó thể hiện những cái tố chất bản lĩnh của một con đầu đàn luôn anh em ạ. Đây là chim đầu đàn ngoài rừng anh em nhé. Đầu đàn ngoài rừng anh em ạ. Yếm nhất các thứ cũng rất là đẹp luôn. Rất là cân đẹp anh em ạ. Con này chơi căng lên nó xòe liên tục luôn anh em ạ. Trong AV thi thoảng nó đang thay nông em vẫn thấy nó chơi xòe liên tục luôn. Chim nó cực kỳ ok. Đây này em mới tách ra thôi. Hiện tại vẫn đang ăn cám gà 100%. Chưa có mồi tươi này. Chưa có hoa quả ngon gì đâu anh em ạ. Bọn này em chỉ có cho ăn chuối và đu đủ thôi. Rất là ok luôn. Anh em về mà lên cám ngon các thứ nó chăm thì cực kỳ tuyệt vời. Con này thì em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với phí là 3 đồng 5. Nói chung là hàng này ấy, thì anh em không dành cho những anh em mà muốn tìm cái tầm tài chính nó vừa tiền anh em ạ. Con hàng này thứ nhất là nó là con hàng đầu đàn. Và thứ hai ấy, con chim nó khi mà em tách giá nó chơi cực kỳ tốt anh em ạ. Chứ không phải nay em tả mồm cái thứ đâu. Anh em cứ xem về sau anh em càng xem thì càng thấy nó chơi hay anh em ạ. Càng xòe mạnh hơn. Con chim này em kẻ đang kẻ chim ngoài, nhưng cái em kẻ bên cạnh cũng chỉ là con mộc dở thôi anh em ạ. Chứ không phải là một con chim gì nó khủng khiếp quá đâu anh em ạ. Em đang kẻ bên cạnh là một con chim mộc dở. Một con chim chơi nó đấu xé nó dí kinh khủng dã man luôn anh em ạ. Nói chung là con hàng cực kỳ tiềm năng rồi. Nói chung nay em về hơi muộn nên là em sẽ lên clip muộn để anh em thông cảm cho em Tuấn Hải Dương nhé. Nay em về muộn quá, nay đi tuyển chim mà con chim nó kém quá mà tí không bị lừa anh em ạ. Anh em nhìn cho em bắt đầu xòe xòe đấy, cực kỳ ok luôn anh em ạ. Nó hay xòe lắm anh em ạ, ở trong AV cái lúc mà nó đang đuôi ra đuôi nhá, mà nó xòe hết cả bản luôn anh em ạ, nó căng nó đấu ấy, nó xòe hết cả bản luôn. Đây này em quay nó hơi muộn anh em ạ, em quay hơi muộn thành ra anh em nhìn chất lượng nó, cái màu nó hơi tối một chút anh em nhé. Chứ anh em ở ngoài nhìn con chim này bóng bộ màu sắc lông cái thứ nó đẹp lắm anh em ạ. Thì khi mà chim em nuôi nông trong AV lúc nào cũng đầy đủ nắng, từ sáng đến chiều nào cũng có nắng cho nó anh em ạ. Tắm táp đầy đủ, chuối đu đủ, ngày nào cũng ăn sáng một lần, trưa một lần, à chiều một lần. Không có mồi tươi đâu, chỉ cám gà và hoa quả thôi anh em ạ. Mà con chim nó cực kỳ ok, nói chung là một con chim cực kỳ xuất sắc. Những con này anh em về chăm nó chỉ cần chăm nhẹ nhàng thôi, chẳng cần cầu kỳ quá gì đâu anh em ạ. Vì em đang chăm cắm gà, con chim nó có thể chơi được như này là anh em hiểu rồi. Nhà tiếng ché thì cực kỳ lực thôi. Rồi ok, anh em nào yêu thích thì anh em cứ alo cho em Tuấn Hải Dương nhá. Anh em nào
thích hàng VIP thì anh em cứ ới luôn nhá. Nói chung những con hàng như này thì không có quá nhiều đâu anh em ạ. Lâu lâu mới có một con thôi anh em nhé. Đây là hàng em gom từ cái lúc nó cuối mùa lông thì đến bây giờ em được. Còn nếu mà để bây giờ có kiếm con hàng thì đa phần anh em mua bây giờ ấy, nếu mà mua chim bóng bộ hiện tại bây giờ ấy, toàn là chim vũ lầy thôi anh em ạ. Chứ phải clip chơi thì chim nó mới già được anh em ạ. Còn vũ lầy con chim nó chưa chơi ở đâu anh em nhé. Bóng bộ đẹp đến mấy vũ lầy thì không bao giờ chơi được vì nó non mùa. Còn con chim này ấy, là cực kỳ già rừng luôn anh em ạ. Tất cả con bổi này bao cho anh em giả đét đẹp luôn anh em ạ. Vì em Tuấn tuyển chim nó kỹ lắm, nó theo cái tiêu chuẩn nhất định của em Tuấn.